Hi, xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền Video này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn kỹ hơn về cái thông tin là đồng bit sẽ được lên trên sàn ha Thì hiện tại đó, nó có cái thông báo đó là sàn của Coi đã đầu tư vào trong cái ứng dụng PC này ha Và nó nói là hy vọng sẽ trở thành phiên bản web 3 chấm của TikTok và Instagram Và bạn thấy là nó có sự hợp tác với nhau nên mình chắc chắn một điều là đồng bit này sẽ được lên trên sàn của Coi á và với cái cách kiếm tiền trên cái ứng dụng bit này Nó dễ nhưng mà không dễ ha Mỗi người thì sẽ có là 50 năng lượng ha Năng lượng này thì nó sẽ hồi ha Giống như trên đây thì mình đang có nó là 49 ha 49 trên 50 năng lượng ấy Thì mình thấy là cái giá trị cái gọi là cái sử dụng cái NFT camera này của mình á Nó là 50 ha 50 năng lượng như Vậy thì khi mà mình bấm vào like một cái bức hình của ai đó Thì mình sẽ nhận được cái đồng bit Và cái người mà ấp bức ảnh này lên á Thì cũng sẽ nhận được đồng bit ha hoặc là up video ha, up video lên à, cách kiếm đồng bit này nó cũng đơn giản thôi ở trên ứng dụng này thì mình thấy là nếu mà bạn thường xuyên á chịu làm á thì có thể kiếm được rất là nhiều đồng bit nha trước đây á còn bây giờ thì nó hơi khó chút rồi nó không còn giống như trước nữa ha nó hơi khó rồi nhưng mà chúng ta vẫn có thể kiếm được đồng bit và với cái ứng dụng bit này á thì tuyển ghép nó không có trả gì hết á nên là mấy bạn đừng có suy nghĩ là tuyển uh, ghép thì sẽ kiếm được nhiều ha ở đây thì mình chia sẻ cho bạn hầu như là không có nhận được bất kỳ một cái đồng bit nào hết á, tiền rep là hầu như không có ha. Và mình cũng đã tự chơi một cái tài khoản riêng. À, mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Đây là cái tài khoản của mình ha. Tài khoản này thì mình đang có là 41.646 đồng bit ha. Và hầu như là mỗi ngày mình đều là đăng ảnh hoặc là video lên trên đây. Bạn thấy là mình đăng đều ha. Đây là những cái nội dung mà mình đăng trên đây. Thì bạn nhìn thấy ha cái thời gian tham gia của mình đó là 114 ngày ha 114 ngày nè và tổng số người mà đang follow là đang theo dõi cái tài khoản này của mình là 2006 á và mình theo dõi họ thì 1360 như vậy thì mình đã có lao động trên đây mình đã góp rất là nhiều những cái nội dung trên đây nên vì vậy mình kiếm được nhiều cái đồng bit và cái đồng bit này thì mình cũng đã rút về trên ví của Meta rồi Ok thì đây ha Đây là trong cái ví Meta của mình ha và mình đang có là 22.490 đồng bit cái này thì mình rút cách đây cũng khoảng hơn tháng rồi lúc đó mình rút về ha và bạn thấy cái giá trị nó để đây không 369 đô thì cái này cái giá này thật sự là chưa có và đây nó chỉ hiển thị ở trên ví của Meta thôi và nó chưa nó chưa được ở gọi là nó chưa được lên trên sàn nào hết ha, hoặc là chưa có giao dịch nên là sẽ không có biết giá trị thật của nó ha và ở đây thì bạn cứ hình dung thế này ha nó cũng sẽ có những cái thông tin mà mình đã đọc ở trên cái uh, sách trắng của nó ha. Thì trên sách trắng nó nói là tổng cung của cái đồng bit á nó sẽ là 100 tỷ ha. Đây, tổng tổng cung của đồng bit sẽ là 100 tỷ đây. Và 84.4 tỷ thì sẽ được sử dụng cho việc là khai thác như là chúng ta uh, up ảnh lên nè, hoặc là like nè ha, hoặc là report cái bài ha thì các bạn sẽ nhận được cái đồng bit đó. Và 15.5 tỷ này á thì nó sẽ được sử dụng trong cái mạng lưới ha à, hiện tại thì cái đồng bit này á nó có một cái mạng lưới riêng nó không có chạy trên cái nền tảng qua hết mà nó tự phát triển một cái nền tảng riêng ha và để chúng ta gọi là định giá được cái đồng bit này thì mình nghĩ rằng nó cũng không khó đâu bây giờ ha đầu tiên là tổng số lượng user tổng số lượng user này nếu mà trên cái ứng dụng này đạt 150.000 thành viên ấy thì cái đồng bit này nó đã được khai thác là 5 tỷ rồi 5 tỷ đồng bit đã được khai thác rồi, nhưng mà thực tế thì trên cái ứng dụng bit này chưa đạt được 150.000 thành viên đâu. 150.000 user đâu. Và cái số lượng mà nếu mình cho rằng nó có đạt được cái 5 tỷ này chăng nữa thì khi mà nó lên trên sàn đúng không? Thì nó cũng không thể nào mà bán hết một lần được. Bởi vì giống như mình đi thì các bạn biết đúng không? mình có giữ bít ở trong cái tài khoản để mà mình sẽ nhận được nhiều năng lượng hơn tại vì khi mà bạn muốn kiếm được đồng bít đó không thì trong cái tài khoản của bạn cũng sẽ giữ đồng bít để bạn có nhiều tín dụng hơn và khi đó thì bạn sẽ kiếm được cái đồng bít nó sẽ dễ dàng hơn và nó nhiều hơn so với những người mà không có cái đồng bít này và hầu như là không phải là ai cũng sẽ rút cái đồng bít này trên sàn hết về trên sàn hết sẽ có những cái tài khoản giống như của mình đi mới vừa lập thì chỉ có vài đồng bít thôi thì làm sao có thể là rút đi ha và nếu mà rút đi thì nạp vào sàn thì nó cũng không cho tại vì cái min nạp vào sàn nó cũng sẽ có một cái giới hạn. Ví dụ như min nạp vào sàn đó là khoảng là ngàn đồng bit. À, còn nếu mà dưới cái đó thì sẽ không nạp được. Nếu mà bạn cố tình nạp á thì có sẽ bị thất lạc và sàn nó sẽ không chịu trách nhiệm ha. Như vậy thì để tính ra cái giá trị của đồng bit này thì mình thấy nó cũng đơn giản thôi. Bây giờ nếu mà 5 tỷ đúng không? 5 tỷ mà vốn hóa thị trường của nó là ở cái mức là khoảng là 20 triệu đô đi à, ha, 20 triệu đô thì thì mình sẽ có được cái mức giá đó là 0.004 đô cho một đồng biết ha lấy 20 triệu đô uh, chia cho 5 tỷ chia cho 5 tỷ đồng biết thì sẽ ra được cái giá của cái đồng biết như vậy thì 0.04 ha và nếu mà nhân cho 100 bit đi 100 bit ha một ngày uh, một bạn có thể kiếm được 100 bit thì nó chỉ được là 0.4 đô thôi đúng không? Như vậy thì cái giá của đồng bit đó mình dự đoán nó sẽ nằm ở trong cái mức là 0.04 đô đó là giá sẽ được viết ở trên sàn và giá niêm yết còn khi mà lên trên sàn rồi nó lên bao nhiêu thì cái này mình mình sẽ không biết được ha cái này sẽ không biết được nên là anh em chơi thì cũng sẽ căn cứ vào trong đó hiện tại thì với những bạn nào mà có đồng biết mà muốn rút về trên cái ví của Meta thì nó cũng sẽ có cái phần hướng dẫn cho các bạn ở đây ha cái phần rút ra nè thì bạn nhìn thấy ở phía dưới không nó có cái chỗ là withdraw nè ha gọi là hướng dẫn rút đấy thì mình sẽ bấm vào trong đây để mình xem ha và cái thông báo rút này thì nó sẽ nằm nó sẽ rơi vào trong khoảng là 15 ngày nên anh em rút mà chưa về á thì cũng ráng đợi đi tại vì á nó có thông báo là rút về trong 15 ngày ở đây thì có thể nạp vào rút ra ha và nó chạy trên một cái mạng lưới riêng nó không có chạy chung với ai hết và cái phí thì nó sẽ sử dụng bằng cái phí của đồng bit luôn nên rất là ok và cái phí này rất là rẻ luôn các bạn khi mà muốn chơi cái này thì các bạn sẽ tạo một cái tài khoản ha và chúng ta lên trên đây và chúng ta ấp ảnh nè ấp hình ảnh ha video bạn có thể là sưu tập hình ảnh ở những cái nơi khác ở ví dụ như trên của tiktok nè không có logo của bên thứ ba nha tiktok nè hoặc là youtube hoặc là ở trên internet chỗ nào mà nó có những hình ảnh gì đó mà các bạn thích đó, thì các bạn có thể là lấy về và chúng ta sẽ chỉnh sửa lại và chúng ta ấp trên đây thì trên đây hầu như là những cái nội dung này cũng đều là những nội dung ấp lại thôi nhưng mà nếu mà có dính logo trong đó thì có thể là cái ảnh của bạn nó sẽ không có cho lên ha và nó cũng sẽ không được lên trending đâu Những cái ảnh mà được lên trending này các bạn thấy không Double đúng không Thì à, với 62 like thì à, kiếm được 79 đồng bit nè Một bức ảnh này thôi ha Và 79 like thì kiếm được 103 Thì bạn thấy là giữa 62 và cái 79 này á Nó không có sự chênh lệch nhiều Nó không có sự chênh lệch nhiều Nhưng mà ngược lại thì bạn thấy là cái giá trị đồng bit này á Nó lại nhiều hơn so với cái phía dưới ha Hoặc là cái 79 và 119 ha thì bạn thấy là 79 và 119 like ha. 79 thì có 103 bit thôi mà 119 thì tới là 303 bit. Vậy thì cái vấn đề nằm ở chỗ cái tài khoản của cái người này, mình sẽ bấm vào trong cái tài khoản người này để xem thử ha. Thì cái tài khoản người này đang có chứa là 68.323 đồng bit ha. À, 68.323 đồng bit ha. Rồi, tới cái tài khoản của cái bạn này ha, 79 like thì nhận được hơn trăm. Thì với bạn này á thì cái bit trong cái tài khoản của bạn bằng không rồi là bạn đã rút đi hết rồi bạn đã rút đi hết rồi nên khi mà mình nói khi mà các bạn giữ cái đồng bit ở trong cái tài khoản bitc á thì các bạn sẽ kiếm được đồng bit nó nhiều hơn so với người ta còn nếu mà bạn rút đi hết á thì coi như là bạn sẽ rất là ít tiền á ở phía dưới này là 97 tim nè 97 like 97 tim mà nhận được 125 đồng bit so với 119 mà nhận đến 303 ha thì cái tài khoản này nó cũng giống như vậy. Tài khoản này chỉ có 291 đồng bit thôi ở trong đây thôi. Nên vì vậy mà một bức ảnh nó up lên á mà nếu mà có nhận được trending á, lên được trending như thế này á thì kiếm tiền cũng ít hơn. Nên cái vấn đề chỗ này á là mình nói là khi mà cái tổng cung của nó là tới 100 tỷ đúng không? Nhưng mà thực tế nó đã chạy ngoài thị trường cho 5 tỷ đi và cái vốn hóa thị trường nó nằm ở cái mức là 20 triệu đô thì một con bit sẽ có giá là 0.004 đô. Nhưng mà đó, đó là ai cũng rút ra hết luôn ai cũng rút ra hết với cái 5 tỷ này ha với cái 5 tỷ này và dành cho 120 150.000 thành viên thì ai cũng rút ra hết và chuyển lên sàn bán thì nó mới có được cái mức giá là 0.004 nhưng nếu như mà giống như mình đi mình rút đi một ít thôi và mình chừa lại thì cái cái đồng biết á, cái tổng tổng mà nó chạy ngoài thị trường á nó chỉ là ở khoảng là 2 đến 3 tỷ thôi, 2 đến 3 tỷ đồng biết thôi thì cái mức giá bây giờ nó sẽ là 0.008 là nó gấp đôi ha tại vì chúng ta căn cứ vào trong đó để chúng ta sẽ xác định được cái giá của nó và các bạn đừng có uh, hy vọng rằng đồng biết nó sẽ có giá một đô rất là khó cái chuyện đó là chuyện rất là khó tại vì cái tổng cung của nó lên đến là 100 tỷ ha 100 tỷ đồng biết uh, thì sẽ không có cái một đô đâu Tại vì nếu một đô thì cái vốn hóa thị trường nó rất là to rồi với một cái dự án mà nó mới vừa uh, list lít trên sàn thì mình nghĩ cái mức vốn hóa thị trường nó tầm dưới 100 triệu đô đó là cái con số gọi là đáng mơ ước dành cho những người chơi ha và với cái bit này á, thì các bạn chơi miễn phí cũng không cần phải nạp tiền ha chúng ta là những người sáng tạo nội dung á những người mà gọi là có một cái content á content để mà chia sẻ cho mọi người thì chúng ta sẽ nhận được cái đồng bit ha còn nếu mà bạn đi like á gọi là đi like dạo á thì bạn chỉ được có 50 lượt like thôi và cái con số năng lượng này nó quay trở về không á thì các bạn sẽ không có like được À, và khi mà các bạn up một cái bức ảnh hoặc là một cái video này lên á thì các bạn sẽ tiêu tốn là 10 năng lượng ha như vậy thì bạn chỉ được up một ngày như vậy bạn chỉ up được năm cái tấm hình thôi hoặc là năm video thôi là bạn hết được 50 bạn hết 50 năng lượng rồi thì lúc đó bạn không có đi like ai được hết bạn cũng không kiếm tiền được á nên cái đồng bit á nó sẽ bóp lại và nó sẽ chạy ra ngoài thị trường ít hơn so với trước đây nữa à, và một số tài khoản thì đăng ký vào đúng không đăng ký vào sau đó thì làm 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 đó rồi xong vi phạm nè tạo nhiều tài khoản trên thiết bị nè thì những cái tài khoản nó sẽ bị khóa và cái đầu viết nó cũng sẽ bị đóng băng ở trong đó nên chúng ta không thể nào căn cứ vào trong đó để nói là à, bit hiện tại nó chạy ngoài thị trường hơn 5 tỷ ha mình nghĩ rằng cái số này nó còn rất là thấp khoảng tầm 1 tỷ 2 tỷ là nhiều lắm rồi đó là con số á tại vì cái số lượng thành viên tham gia vào trong cái ứng dụng bit này nó chưa đạt được con số là 150.000 thành viên đâu còn rất là thấp bạn thấy là bây giờ à, ờ, cái ứng dụng biết này có nổi tiếng chưa chưa đúng không và cũng chưa có nhiều người biết đến cái ứng dụng này nữa nên là cái tổng cung à, là 100 tỷ nhưng mà thực tế chẳng ngoài thị trường rất là thấp và mình có thể hy vọng rằng một bit nó sẽ có giá là 0.01 đô ha cái mức đó là cái mức gọi là chúng ta bán hợp lý rồi 0.01 đô á thì chúng ta bán hợp hợp lý ha 0.01 thì nó sẽ là 200 năm, 230 đồng cho một bit ha thì một ngày bạn kiếm được là 100 bit thì bạn được là 23.000 đúng không mà nếu mà mình kiếm nhiều hơn nữa thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì với ứng dụng này chúng ta chơi miễn phí và kiếm tiền miễn phí à, mình nghĩ rằng với ứng dụng này các bạn không chơi thì nó rất là tiếc hơn tại vì à, hiếm có ứng dụng nào mà sàn của coi đầu tư à, một cái số tiền vào trong đây để phát triển cái hệ sinh thái của nó đâu ha sàn cua coi họ cũng đã đánh giá rất là chi tiết rồi nên họ mới bắt đầu đầu tư vào ha nó cũng giống như cái con game là Android này thôi nó cũng y như vậy thôi nó cũng giống như con game này nè thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta chơi con game này không chúng ta nhận được cái đồng ly này và từ đó thì các bạn có thể rút về trên sàn của coi với cái con game là đánh pizza hoặc là ship bài á thì là sàn của coi đầu tư vào trong đó là hơn 100 triệu đô ha và nó tập trung vào phát triển hệ sinh thái nên là sẽ còn rất là nhiều những cái ứng dụng chơi game khác sẽ được ra mắt nữa trên cái Uh, on the này chứ không chỉ chỉ dừng lại giữa đánh, giữa đánh pizza và xếp bài đâu. Với cái dụng biết này nó cũng sẽ giống như vậy thôi. Và chúng ta sẽ mong chờ uh, cái nhà nó được list trên sàn ha. Bây giờ thì anh em đang có đồng biết á thì cứ mạnh dạn rút về trên cái ví của MetaMask đi. Chúng ta rút về trên đó ha. Thì khi mà về trên ví MetaMask rồi, nếu mà nó có thông tin lên trên sàn nào á thì các bạn sẽ rút về trên sàn đó và chúng ta từ từ chúng ta bán ha. Tại vì cái ngày đầu tiên nó lên trên sàn thì giá nó sẽ bùm lên một cái cột cao lắm và sau đó thì nó sẽ bắt đầu là tụt dần đều quá cái đồ thị của những cái đồng coi mà mình thấy khi mà up lên trên sàn nó đều giống nhau như vậy hết á cái ngày đầu tiên khi mà được lên sàn nó bung một cây thật là cao rồi sau đó nó tự là nó đi từ 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 nó nó giảm đều nó kiểu giống như là người ta tập trung để xả đấy sợ coi như là giảm giá nữa nên vậy mà đẩy cái giá càng ngày càng đi xuống ha ok thì mình đã chia sẻ cho bạn xong cái thông tin ở cái ứng dụng bit rồi và hy vọng rằng đây là thông tin uh, bổ ích để cho các bạn nè, có động lực để chơi kiếm cái đồng bit này hơn ha mình thì vẫn chơi vẫn ấp điều đấy mình nếu mà bây giờ mình kiếm được khoảng khoảng là cũng hai cũng sáu mươi mấy à bảy chục á gần bảy 000 ngàn bit á bảy chục bit mà nếu mà một bit có giá là 0.01 thì mình được đó là 700 đô nó đơn giản như vậy thôi cho miễn phí mà kiếm được số tiền này thì mình thấy là cũng khá là hợp lý rồi và sẽ còn kiếm điều điều nữa nếu mà nó lên sạc và nó vẫn giữ cái cơ chế này thì chúng ta hy vọng rằng đây là một cái ứng dụng nó sẽ phát triển trong thời gian sắp tới để cho anh em có thể kiếm được tiền ha đặc biệt là những người sáng tạo nội dung còn những người mà đi la dạo thì sẽ kiếm rất là ít tiền thôi ok video này xin dừng ở lại ha và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau xin chào và hẹn gặp lại